Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học tập làm văn bài đáp lời xin lỗi tả ngắn về loài chim. Bây giờ các bạn nhìn lên đây. Cô có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất là một bạn lỡ làm rơi tập của bạn mình và đã nói lời xin lỗi. Rồi mình sẽ đáp lại cái lời xin lỗi đó. Còn tranh thứ hai, đây là hình ảnh một chú chim gáy. Bây giờ chúng ta làm bài tập 1. Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây. Khi bạn làm rơi tập của mình xuống đất và đã nói lời xin lỗi. Xin lỗi tớ vô ý quá. Thì mình sẽ đáp lại cái lời xin lỗi của bạn mình là không sao. Trong trường hợp nào cần nói lời xin lỗi? Khi làm điều gì sai trái, không phải với người khác, khi làm phiền người khác, khi muốn người khác nhường cho mình làm trước việc gì? Nên đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ thế nào? Cần thể hiện thái độ lịch sự, biết thông cảm, biết kiềm chế bực tức vì người mắc lỗi đã nhận lỗi, xin lỗi mình. Bây giờ chúng ta qua bài tập 2. Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào? Như vậy em cần phải đáp lại lời xin lỗi. Trường hợp A. Một bạn vội nói với em trên cầu thang: xin lỗi, cho tớ đi trước một chút. B. Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói: xin lỗi, tớ vô ý quá. C. Một bạn nghịch làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em. Xin lỗi bạn, mình lỡ tay thôi. D. Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em. Xin lỗi cậu, tớ quên mang sách trả cậu. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm trường hợp đầu tiên, đó là trường hợp A. Một bạn vội nói với em trên cầu thang: xin lỗi, cho tớ đi trước một chút. Mình sẽ đáp lại lời xin lỗi này như thế nào? Đáp lại là không sao, bạn đi trước đi. Hoặc là chúng ta có thể đáp lại là mình không vội, bạn cứ đi trước, kẻo trễ việc. Như vậy khi bạn mình xin mình đi trước thì mình đáp lại cái lời của bạn bằng cách là mình nhường cho bạn đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua trường hợp B. Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói: xin lỗi, tớ vô ý quá. Mình sẽ đáp lại cái lời xin lỗi này như thế nào? Mình đáp lại là không sao đâu, lần sau bạn cẩn thận hơn nhé. Giờ ta tiếp tục qua trường hợp C. Một bạn nghịch làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em. Xin lỗi bạn, mình lỡ tay thôi. Mình sẽ đáp lại cái lời xin lỗi đó là không sao đâu, nhưng lần sau bạn cẩn thận hơn nhé. Tiếp theo chúng ta qua trường hợp D. Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em. Xin lỗi cậu, tớ quên mang sách trả cậu rồi. Mình sẽ đáp lại cái lời xin lỗi này như thế nào? Mình đáp lại là không sao, mai cậu trả tớ cũng được mà. Khi ai đó nói lời xin lỗi, chúng ta nên đáp lại và tỏ thái độ như thế nào? Tùy theo lỗi, có thể nói lời đáp khác nhau. Song trong mọi trường hợp, chúng ta nên bỏ qua, thông cảm với họ và đáp lại lời xin lỗi nhẹ nhàng, lịch sự.
Các em nên đáp lại lời xin lỗi của bạn mình với thái độ lịch sự, biết thông cảm, nhẹ nhàng, chân thành. Như vậy ta tìm hiểu bằng đáp lời xin lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua phần tiếp theo. Tả ngắn về lời chia. Bài tập 3. Các câu dưới đây tả con chim gáy. Hãy sắp xếp lại thứ tự của chúng để tạo thành một đoạn văn. Bài tập này yêu cầu chúng ta là sắp xếp lại thứ tự. Các câu tả con chim gáy để tạo thành một đoạn văn. Các câu sau đây. A. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. B. Một chú chim gáy xà xuống chân ruộng vừa gặp. C. Thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy cúc cù cu làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. D. Chú nhẫn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp các câu A, B, C, D lại theo thứ tự để tả về chú chim gáy. Rồi sau đó chúng ta liên kết để thành một đoạn văn. Rồi bây giờ cô mời các bạn làm. Rồi bây giờ các bạn nhìn ở đây, đây là hình ảnh chú chim gáy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp như sau. Ta sắp xếp câu B trước. Một chú chim gáy xà xuống chân ruộng vừa gặp. Tiếp theo là câu A. Cổ chú điểm đốm cườm trắng rất đẹp. Tiếp theo là câu D. Chú nhẫn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Và cuối cùng là câu C. Thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy cúc cù cu làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. Như vậy ta vừa sắp xếp các câu lại để thành một tả về chú chim gáy. Tại sao chúng ta sắp xếp như vậy? Bây giờ chúng ta nhìn lên đây. Bởi vì chúng ta xếp câu B trước, đó là câu mở đầu giới thiệu sự xuất hiện của chú chim gáy. Tiếp theo là câu A là tả về hình dáng những đốm cườm trắng trên cổ chú. Và tiếp theo là câu D tả về hoạt động nhẫn nha nhặt thóc rơi. Và cuối cùng là câu C là câu kết tiếng gáy của chú làm cho cánh đồng thêm yên ả thanh bình. Như vậy chúng ta lưu ý khi viết một đoạn văn tả về chú chim gáy thì chúng ta phải lưu ý câu đầu tiên là câu giới thiệu về chú chim gáy, rồi câu tiếp theo là tả về hình dáng của chú, rồi tiếp theo là tả hoạt động và cuối cùng là câu kết nêu cảm nghĩ của mình. Đây là một đoạn văn tả chú chim gáy hoàn chỉnh, các bạn nhìn lên đây. Một chú chim gáy xà xuống chân ruộng vừa gặp. Cổ chú điểm đốm cườm trắng rất đẹp. Chú nhẫn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy cúc cù cu làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. Đây là một đoạn văn hoàn chỉnh tả về chú chim gáy. Bây giờ cô mời một bạn đọc. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu tập làm văn đáp lời xin lỗi tả ngắn về lời chia. Thì trong cuộc sống hàng ngày các em nhớ phải biết đáp lời xin lỗi với lời nói nhẹ nhàng và thái độ lịch sự, biết cảm thông. Các em nhớ xem lại bài, viết lại đoạn văn tả chim gáy hoàn chỉnh vào chuẩn bị bài tập làm văn tuần 23. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô chào các em. I wanna be